bước đi. Con ở trong Chúa, Chúa ở trong con. Chúng ta thở từng giây từng phút, còn sống là còn thở, còn thở là còn sống. Chúng ta thở vào rồi thở ra rồi lại thở vào. Cứ điều đặn như thế suốt cuộc đời. Tuy vậy, nếu không bệnh tật về đường hô hấp, ít khi chúng ta chú tâm đến hơi thở của mình. Chúng ta thở vào, thở ra, dài ngắn khác nhau tùy vào thể trạng mỗi người. Chú tâm đến hơi thở, làm cho hơi thở được sâu, được đều, được êm nhẹ, là một cách thức để chúng ta khỏe khoắn thể xác, bình tĩnh tâm thần. Dù chúng ta vẫn thở, nhưng hơi thở thường bị quên lãng. Thở vào không biết mình đang thở vào, thở ra không biết mình đang thở ra. Chú tâm đến hơi thở là thở vào chúng ta biết mình đang thở vào, thở ra chúng ta biết mình đang thở ra. Bước đi của chúng ta cũng thường bị lãng quên như vậy. Chúng ta đã bước đi bao nhiêu vạn bước mà chúng ta không để ý, không ý thức. Bây giờ chúng ta ý thức hơn, tỉnh thức hơn. Bước đi, chúng ta biết mình đang bước đi. Hãy bước đi như thể bàn chân chúng ta hôn nhẹ, hôn sát lên mặt đất. Ngày nay, nhiều người chúng ta đi lại rất vội vàng, rất hấp tấp. Vội vàng hấp tấp để làm chi? Chúng ta lắng nghe người xưa dạy: đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà hoàng phải chân. Mỗi bước chân đi, chúng ta hãy đi cho tỉnh thức, đi cho chậm rãi, đi cho thảnh thơi, đi cho hạnh phúc. Kết hợp với hơi thở vào, chúng ta đọc thầm: con ở trong Chúa. Kết hợp với hơi thở ra, chúng ta đọc thầm: Chúa ở trong con. Độ dài hơi thở mỗi người khác nhau. Thông thường, chúng ta có thể bước được 4 bước mỗi hơi thở ra hay hơi thở vào. Vì vậy, chúng ta đọc 4 từ: con ở trong Chúa, Chúa ở trong con. Thở vào: con ở trong Chúa. Thở ra: Chúa ở trong con. Mỗi từ là một bước chân, mỗi bước chân là một từ. Mỗi bước chân với hơi thở ra, thở vào chậm rãi, nhẹ nhàng, với lời nguyện ước thiết tha kèm theo: con ở trong Chúa, Chúa ở trong con, thì thật an lạc và tâm linh biết bao. Phúc âm ghi lại rằng Chúa Giêsu đã thành lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện tha thiết cho hội thánh của người được nên một và mọi người được ở trong Thiên Chúa. Còn không chỉ cầu nguyện cho những người này, mà còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta được ở với người, được ở trong Thiên Chúa, vì đối với chúng ta, ở trong Thiên Chúa có nghĩa là được ở trong ân sủng của người, được chở che, được diễm phúc và được sự sống. Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Một hôm, Chúa bảo Phao-lô trong một thị kiến: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này đang trong dòng mạch ở trong Thiên Chúa. Như thế này, chúng ta không thể không nhắc đến bài thánh ca Tân Ước, bởi vì trong đó từ ngữ trong Đức Kitô hoặc trong người và ngợi khen vinh quang đi đi lại lại như hai điệp khúc của một bài thi ca.
Trước tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàng ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ra trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý mầu nhiệm. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Trong bài ca này, từ thiên giới và từ muôn thuở, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho chúng ta, Người ban cho chúng ta những ân phúc sao, được gọi, được trở nên nghĩa tử, được cứu chuộc, được mặc khải thiên ý, được làm cơ nghiệp của Thiên Chúa và Thánh Thần. Tất cả ân phúc Thiên Chúa ban cho chỉ có một nguồn gốc là Đức Kitô, và do lòng rộng rãi bao la của Thiên Chúa nhân hậu, tất cả những ân phúc ấy cũng chỉ nhằm một mục đích là vạn vật phải ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Thật vậy, một khi thấy được kế hoạch diệu kỳ của Thiên Chúa thì con người phải ngợi khen và tạ ơn Người. Những hồng phúc đó, ngày ngày chúng ta vẫn đang được tận hưởng. Chúng ta thực sự có nhiều cơ hội, nhiều phút giây được ở với Chúa, vui đùa với Chúa trong những giờ cầu nguyện, trong những giờ cử hành phụng vụ, và đặc biệt là khi rước mình máu Thánh Chúa vào lòng. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy. Bên cạnh đó, chúng ta không để lỡ mất, không để lọt mất những bước đi của mình mà không nhắc nhở mình, không luôn dìm mình, không được đưa trọn vẹn bản thân mình vào ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta, với lời cầu nguyện, cùng với hơi thở và bước đi. Con ở trong Chúa, Chúa ở trong con. Amen.